Ngày 28 tháng 6, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ treo cổ khiến 4 người trong một gia đình tử vong, xảy ra ở xã N Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Thông tin ban đầu, chiều ngày 27 tháng 6, khi đi làm về, chị KT, ngụ xã N Thôn Hạ, phát hiện chồng 33 tuổi cùng 3 người con, lần lượt sinh năm 2015, 2017, 2019, tử vong trong tư thế treo cổ. Xác định vụ việc nghiêm trọng, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Trong số 3 cháu nhỏ tử vong, có 2 người là con chung của chị T và chồng, cháu nhỏ còn lại là con của chị T với người chồng trước. Ngày 28 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Thị Hồng, 50 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để thụ lý điều tra về hành vi giết người. Theo cơ quan chức năng, trong lúc đánh nhau do mâu thuẫn, Hồng cầm búa đánh vào đầu chồng là Nguyễn Văn Đầy, 54 tuổi, dẫn đến tử vong. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Khỉ, 84 tuổi, là cha ruột Hồng, có vào can ngăn nhưng không được. Ngay sau vụ việc xảy ra, ông Khỉ đến công an huyện Châu Thành đầu thú, tự nhận bên con ruột đánh chết con rể. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chứng minh được ông Khỉ ngoại phạm và chỉ nhận tội thay con gái. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 6, Hồng xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Văn Đầy tại nhà riêng. Cả hai to tiếng với nhau, không kiềm chế được nên dẫn đến hai bên xô xát và án mạng xảy ra. Tiếp tục diễn biến phiên xét xử vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Sáng ngày 28 tháng 6, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết vụ án, đồng thời đề nghị các hình phạt đối với các bị cáo về tội tham ô tài sản. Theo đó, phía công tố đề nghị Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên phạt cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn từ 16 đến 16 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Cùng tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị phạt cựu Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu chính ủy từ 15 năm 6 tháng đến 16 năm tù. Các bị cáo cựu Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, cựu phó chính ủy, Phạm Kim Hậu, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, cựu phó tư lệnh, cùng bị đề nghị tuyên phạt từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù. Cựu đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu cục trưởng cục kỹ thuật từ 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù và cựu thượng tá Bùi Văn Hòa, cựu phó phòng tài chính từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng tù. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tòa tuyên cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong 5 năm sau khi thi hành xong án phạt tù. Ngày 28 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, liên quan vụ việc hai điểm du lịch sinh thái xây dựng không phép tại địa bàn mà báo chí phản ánh, tổ công tác của huyện đã yêu cầu các hộ dân tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm. Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc thông tin, đến thời điểm hiện tại, chủ cơ sở khu sinh thái nhà vườn Tiến Đạt, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc là ông Cao Văn Ngọc đã tự nguyện chấp hành tháo dỡ 10 căn chòi ven sông, một nhà sàn, tường bê tông và các tảng đá làm cản trở dòng chảy thoát lũ, cùng hàng loạt công trình phụ trợ khác. Đối với điểm du lịch sinh thái tự phát do hộ ông Nguyễn Minh Quân, xã Hàm Trí, đến nay 4 căn chòi xây dựng không phép phục vụ khách du lịch cũng đã được tháo dỡ. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cũng đề nghị các hộ dân vi phạm di dời các vật kiến trúc trên bãi bồi và phía dưới lòng sông cái đến nơi an toàn, trả lại hiện trạng mặt cắt sông như ban đầu. Tối ngày 27 tháng 6, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ vụ cháy ở nhà dân khiến hai người tử vong. Nạn nhân là bà V, sinh năm 1932, tình trạng sức khỏe yếu, chân yếu, di chuyển bằng xe lăn, và ông M, sinh năm 1968. Căn nhà bị cháy là nhà cấp 4 có diện tích hơn 90m2. Trước đó, 18 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà dân ở con hẻm đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đã đến hiện trường chữa cháy. Sau ít phút, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn.
Trước khi hết giờ làm bài thi môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023, trên mạng lan truyền đề thi văn dường như được chụp trong phòng thi gây xôn xao dư luận. Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã có phản hồi cho biết về việc ảnh chụp đề thi môn ngữ văn xuất hiện trên mạng vào khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6. Bộ Giáo dục Đào tạo đã nắm bắt thông tin và chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định. Hiện đã có nhiều loại vaccine ngăn ngừa ung thư như vaccine viêm gan B ngăn ngừa ung thư gan và vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho biết, các nhà khoa học đã đạt đến một bước ngoặt lớn và đây không phải là những loại vaccine truyền thống ngăn ngừa bệnh tật. Mũi tiêm sẽ không ngăn được ung thư, nhưng sẽ thu nhỏ khối u và ngăn ung thư quay trở lại. Loại vaccine điều trị bằng liệu pháp mRNA này lần đầu tiên được công ty dược phẩm Moderna tạo ra để điều trị ung thư, nhưng sau đó được sử dụng để tung ra vaccine COVID-19 ở đỉnh điểm của đại dịch. Giám đốc y tế của Moderna, tiến sĩ Paul Burton, cho biết phương pháp phát triển vaccine điều trị được cá nhân hóa để nhắm mục tiêu vào các loại khối u khác nhau. Lần này là khối u của ung thư vú và ung thư phổi, sẽ có hiệu quả cao với khả năng cứu sống hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu người ngay sau năm 2030.